Thừa Thiên Huế là một tỉnh thuộc miền Trung, phía Bắc giáp tỉnh Quảng Trị, phía Nam giáp thành phố Đà Nẵng, Tây Nam giáp tỉnh Quảng Nam, phía Tây lại dựa vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, phía Đông trông ra biển. Thành phố Huế cách Hà Nội 660 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 1080 km, nổi tiếng bởi phong cảnh tuyệt đẹp và truyền thống văn hóa lịch sử đặc biệt, có tiềm năng du lịch vô cùng lớn. Huế là một vùng đất cổ. Vào thế kỷ thứ 13, vùng đất này đã được nhập vào quốc gia Đại Việt bởi nó là một món sính lễ của vua Chiêm Thành dâng lên vua Trần khi cưới công chúa Huyền Trân. Phong cảnh tươi đẹp, địa hình hiểm trở đã tạo cho Huế một vị trí đặc biệt trong lịch sử nước ta. Nơi đây đã được vua Quang Trung chọn làm kinh đô của triều đại Tây Sơn từ năm 1788 đến năm 1802. Cũng tại nơi đây, vua Gia Lâm cũng đã chọn làm kinh đô của triều Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1945. Suốt mấy trăm năm, Huế đã là trung tâm chính trị, văn hóa của cả đất nước Việt Nam. Cảnh quan của Thừa Thiên Huế đa dạng. Vẻ đẹp thiên nhiên kết hợp với vẻ đẹp của các công trình kiến trúc do con người tạo nên đã khiến cho Thừa Thiên Huế trở thành một thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam. Sông Hương êm đềm chảy giữa lòng thành phố, in bóng cầu Tràng Tiền 6 vài 12 nhịp. Những bãi tắm Thuận An, Thảnh Dương, Lăng Cô, nước trong cát mịn, thơ mộng vô cùng. Khu nghỉ mát lý tưởng Bạch Mã từng được so sánh với các khu nghỉ mát nổi tiếng khác của Đông Dương. Và sau đây, chương trình Exolim sẽ đưa các bạn đến một trong những địa điểm nổi tiếng mang lại nhiều ý nghĩa bậc nhất tại Huế. Xin chào tất cả các bạn. Mỗi khi nhắc tới đất nước Việt Nam, điều mà chúng ta không thể không nhắc tới chính là những triều đại vàng son, lừng danh của lịch sử dân tộc. Và khi nhắc tới những triều đại này thì chúng ta cũng không thể không nhắc tới những di tích lịch sử, những danh lam thắng cảnh đã đi cùng nó trong suốt bao năm tháng. Và giờ đây, tôi, một phóng viên của chương trình Exolim, đang đứng trước cửa ngọ môn của Hoàng Thành Huế. Và đây là một trong những địa điểm được coi là một nơi phải đến khi mà du khách nước ngoài tới tham quan Huế nói riêng và Việt Nam nói chung. Và bây giờ chúng ta, chương trình Exolim, hãy cùng tôi bước vào Hoàng Thành Huế qua cửa ngọ môn để xem những gì đang chờ đợi chúng ta ở trong đó. Cửa chính phía nam là ngọ môn, cửa chỉ dành cho vua và quan lại. Phía đông có cửa Hiển Nhơn, phía tây có cửa Trương Đức, phía bắc có cửa Hòa Bình. Các cầu và hồ được đào chung quanh phía ngoài thành và đều có tên là Kim Thủy. Hoàng Thành và toàn bộ hệ thống cung điện bên trong được bố trí trên một trục đối xứng. Nó trục chính giữa được bố trí các công trình chỉ dành cho vua. Các công trình ở hai bên được phân bố chặt chẽ theo từng khu vực, tuân thủ nguyên tắc tả nam hữu nữ, tả văn hữu võ. Ngay cả trong cấp hiếu thừa có sự sắp xếp theo các thứ tự tả chiêu hữu mực, có nghĩa là bên trái trước, bên phải sau, theo thứ tự thời gian. Dù có rất nhiều công trình lớn nhỏ được xây dựng cho khu vực Hoàng Thành, nhưng tất cả đều đặt giữa thiên nhiên với các hồ lớn nhỏ, vườn hoa, cầu đá, các hoàn đạo và các loại cây lưu niên tỏa bóng mát quanh năm. Quy mô của mỗi công trình khác nhau, nhưng về tổng thể, các cung điện đều xây dựng theo kiểu trùng lương trùng thiểm. Các cột được sơn thép theo mô típ rồng mây. Nội thất cung điện được trang trí theo cùng phong cách nhất thi nhất họa. Rất nhiều thơ bằng chữ Hán và các mảng chạm khắc trên gỗ theo đề tài bát biểu tứ thời. Trong Hoàng Thành có rất nhiều di tích đáng để kể tới, đặc biệt là cổng chính ngõ môn, điện Thái Hòa và sân đại Triều Nghi, cung Diên Thọ, cung Trường Xanh, Hưng Tổ Miếu, Thế Tổ Miếu, Triệu Tổ Miếu, Thái Tổ Miếu, Cửu Đỉnh, Hiền Lâm Các và điện Phụng Tiên. Đứng trong Tử Cấm Thành là một phần của quần thể di tích cố đô Huế. Tử Cấm Thành có vị trí đứng sau điện Thái Hòa và nó được xây dựng vào năm Gia Long thứ 3, tức là năm 1804. Lúc đầu nó có tên là Cung Thành. Về sau này khi mà Minh Mạng lên ngôi thì vào đời Minh Mạng thứ 3, ông đã đổi tên nơi này là Tử Cấm Thành. Theo nhiều thuyết thì Tử Cấm Thành có nghĩa là cung thành màu tím, nhưng thực ra các nhà sử học đã chứng minh Minh Mạng đặt cái tên này theo những truyền thuyết thần thoại cổ xưa. Thời xưa thì trời sống ở Tử Văn Viên và vì vua là con trời, là thiên tử, chính vì vậy vua sống ở nơi gọi là Tử, và Cấm Thành ở đây là cấm dân chúng ra vào. Tử Cấm Thành là một nơi có rất nhiều quần thể kiến trúc khác nhau.
có tổng cộng 50 quần thể kiến trúc ở đây và chúng biến động qua thời gian. Và nơi đây được biết đến nhiều nơi được bảo tồn rất là nghiêm ngặt và chặt chẽ bởi chính phủ. Nhưng rất tiếc thay là vào cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 thì Tử Cấm Thành đã bị phá hủy rất nhiều, và như các bạn có thể thấy đây là những gì còn lại của Tử Cấm Thành. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là một ngày mưa to gió lớn ở Huế, nhưng chúng tôi, phóng viên của chương trình Esolim vẫn ở đây, một nơi rất đỗi linh thiêng, mang tầm vóc lịch sử không chỉ với Huế nói riêng mà là Việt Nam nói chung. Đó chính là Lăng Vua Khải Định. Lăng Vua Khải Định được xây dựng tổng cộng 11 năm, từ năm 1920 đến năm 1931, và nó là một công trình kiến trúc vĩ đại được quy tập bởi 3 yếu tố: tôn giáo, tâm linh và phong thủy. Nói thêm một chút về vị vua Khải Định. Vị vua Khải Định là vua thứ 12 của vương triều nhà Nguyễn, và sinh thời ông có tên là Nguyễn Phúc Bửu Đảo. Sinh thời ông là một vị vua rất là đỗi ham chơi, không quan tâm tới việc triều chính. Nhưng trong thời đại của ông thì có hai điểm nhấn rất lớn. Một, đó là việc phương triều Huế không còn xích mích với Pháp. Và hai, ông là một trong những người đã khai phá ra nền thời trang ở Việt Nam, khi mà ông đã sáng chế ra những bộ y phục rất đỗi lộng lẫy cho chính mình và cho những vị quan của mình. Ngoài ra, ông còn là người rất chuộng trang điểm và không bao giờ mặc theo phong cách hoàng cung. Ông còn là người rất ham mê bài bạc và rất là thân với người Pháp, và điều này làm cho dân chúng rất oán thán ông. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi sâu vào trong Lăng Khải Định để xem công trình kiến trúc này đã được chạm khắc tinh xảo như thế nào. Xây dựng sinh phần cho mình, Khải Định đã tham khảo nhiều tố chỉnh của các thầy địa lý và cuối cùng đã chọn trên núi Châu Chữ để làm vị trí xây cất lăng. Ở vị trí này, Lăng Khải Định lấy một quả đồi thấp ở phía trước làm tiền án, lấy núi Chóp Vung của Kim Sơn trầu trước mặt làm tả Thanh Long và Hữu Bạch Hổ. Có khe Châu Ê chảy từ trái qua phải làm thủy tụ, gọi là Minh Đường. Nhà vua đổi tên núi Châu Chữ, vừa là hậu trầm vừa là mặt bằng của lăng, thành Ứng Sơn và gọi tên lăng theo tên núi là Ứng Lăng. Lăng được khởi công ngày 4 tháng 9 năm 1920 do Tiền Quân Đô Thống phủ Lê Văn Bá là người chỉ huy, và kéo dài suốt 11 năm mới hoàn tất. So với lăng của các vua tiền nhiệm, Lăng Khải Định có diện tích khiêm tốn hơn rất nhiều, với kích thước nhỏ hơn nhưng ngược lại cực kỳ công phu và tốn nhiều thời gian. Để xây lăng, Khải Định cho người sang tận Pháp mua sắt, thép, xi măng, ngói Ardois, cho thuyền sang Trung Hoa, sang Nhật Bản mua đồ sứ, thủy tinh màu để kiến thiết công trình trên ngọn đồi này. Về mặt kiến trúc Lăng Khải Định cực kỳ đặc biệt và được người đời sau ca tụng. Họ đặt lăng này ra ngoài dòng kiến trúc truyền thống hời Nguyễn bởi cái mới, cái lạ, cái độc đáo, cái ngông nghênh và sự lạc lõng tạo ra từ phong cách kiến trúc. Về mặt quy mô tổng thể thì lăng là một khối hình chữ nhật vươn lên cao có 127 bậc cấp. Sự xâm nhập của nhiều trường phái kiến trúc như Ấn Độ giáo, Phật giáo, La Mã, Gothic đã để lại dấu ấn trên những công trình cụ thể. Chẳng hạn như những trụ cổng hình tháp ảnh hưởng từ kiến trúc Ấn Độ, trụ biểu của Phật giáo, hàng rào những cây thánh giá khẳng khiu, nhà bia với những hàng cột bát giác và vòng cửa theo rú Roman biến thể. Điều này là kết quả của hai yếu tố: sự giao thoa văn hóa Đông Tây trong buổi giao thời của lịch sử và cá tính của vua Khải Định. Bây giờ ngay sau tôi là một danh lam thắng cảnh khác, một kiệt tác rất là tuyệt đẹp do thiên nhiên đã tạo ra, đó chính là Phá Tam Giang. Phá Tam Giang là một phá nằm trong hệ đầm Phá Tam Giang, cầu 2. Diện tích Phá Tam Giang khoảng 52 km vuông, trải dài 24 km theo hướng Tây Bắc, Đông Nam từ cửa sông Âu Lâu đến cửa sông Hương. Thuộc địa phận của 4 huyện thị là Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà và Phú Vang, thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Phá Tam Giang là một phá rất lớn, chiếm khoảng 11% diện tích đầm phá ven bờ của cả nước. Nơi đây có một vẻ đẹp hút hồn với mặt nước trong vắt, nhất là khi bình minh và hoàng hôn thì phá ánh lên một sắc đỏ từ mặt trời, làm khách tham quan thấy mê hồn. Phá Tam Giang cũng có một chiều sâu văn hóa mà đã đi sâu vào văn thơ của người xứ Huế. Ca dao Huế có câu: thương em anh cũng muốn vô, sợ chuông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang. Hay là: phá Tam Giang ngày dày đã cạn, chuông nhà Hồ nội tán cấm nghiêm. Cả hai câu ca dao này nói về sự gian khổ của người dân từ Bắc vào Trung khi lập nghiệp tại nơi đây. Độ sâu của phá là từ 2 đến 4 mét, có nơi sâu tới 7 mét, tạo điều kiện rất thuận lợi
cho con số lên đến hàng nghìn tấn tôm, cá, hải sản các loại được đánh bắt mỗi năm. Cảnh tượng người dân đua nhau đánh bắt hải sản nơi đây gợi lên một cảm giác nhộn nhịp, sôi nổi của cư dân địa phương. Trời mưa hai hôm rồi làm héo lòng ai. Và bây giờ, nơi tôi đứng ở đây là trường Quốc học Huế. Và các bạn có biết rằng một trong những vị lãnh tụ nổi tiếng đã từng học ở đây là ai không? Ở đây, đó chính là bác Hồ thời trẻ Nguyễn Tất Thành. Trải qua hơn 100 năm, trường Quốc học Huế hầu như vẫn giữ được nét cổ kính nguyên trạng. Tọa lạc bên dòng sông Hương thơ mộng, trường Trung học Phổ thông Quốc học Huế được xây dựng dưới thời vua Thành Thái. Đây là trường Pháp Việt của toàn xứ Đông Dương và là trường trung học đệ nhất đầu tiên ở Huế. Hiện nay, Quốc học Huế có hơn 40 lớp với trên 1.000 học sinh thuộc khối Trung học Phổ thông, trường có lối kiến trúc Pháp cổ kính. Để đi hết toàn bộ thành phố Huế, không chỉ có thể đi trong vài ngày mà hết được. Vậy, nếu có thời gian, các bạn hãy trải nghiệm bản thân mình tại nơi đây nhé. Chương trình Slolim cũng đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Cho tôn nữ nhớ thương một bóng hình.